con Thiện nó chưa về hả bà? Chắc nó cũng sắp về rồi đó ông. À, nè, tôi nghe anh Tám nói anh Thiện nó làm được việc lắm đó. Tôi cũng mừng cho nó, cũng cầu mong cho nó ổn định trong công việc. Rồi đây hai vợ chồng già này cũng phải hối thúc để cho nó lập gia đình nữa đó. À này, tôi tính nói với bà đó, mình mua món quà coi được được chút để biếu cho anh Tám, cảm ơn anh giúp đỡ gia đình mình. Được đó. Ê, trời, mới nhắc anh gọi nè. Alo, dạ chào anh. Dạ, vợ chồng tôi cũng vừa mới nhắc tới anh, cái anh gọi đó. Dạ, dạ sao ạ? Dạ. Sao cái thằng này nó kỳ vậy? Dạ, dạ được rồi, dạ, dạ, để tôi nói chuyện với nó, xong rồi tôi sẽ gọi cho anh liền. Dạ, xin lỗi anh nha. Dạ. Trời ơi, còn gì cái? Cái gì vậy ông? Thằng Thiện nó bỏ việc rồi. Trời đất ơi. Rồi, nó về tới rồi kìa. Nè, bà đứng đó. Ba má. Anh Tám anh vừa mới gọi cho ba đó. Con có biết là ba phải tốn bao nhiêu công sức mới xin cho con được một cái chỗ làm là ngay cái vị trí đó không hả? Ba, con cũng nói với ba bao nhiêu lần rồi, công việc đó không phù hợp với con, mà ba cứ xin người này người kia hoài. Không hợp á thì từ từ nó mới hợp chứ. Thôi đi ông, tôi thấy bây giờ mình đừng có ép con nữa. Nó lớn rồi, để nó tự quyết định cuộc đời của nó đi. Nè nè, bà đừng có nuông chiều nó quá nha. Bà có biết là suốt ngày nó cứ tụ năm tụ ba với lại cái đám là bạn xe đổ xe của nó không hả? Hết tháo tháo ra ráp ráp hết chiếc xe này tới chiếc xe nọ, nó đâu có tập trung vô cái công việc chính. Nó đam mê, nó muốn khám phá thì cũng tốt thôi. Chứ ông thấy đi, chiếc xe tôi với ông đó, nó sửa được hết, có tốn tiền đi tiệm đâu, như vậy là quá tốt rồi. Bà suy nghĩ nông cạn quá đi. Nó phải làm tốt cái công việc của nó để có một cái vị trí trong xã hội chứ. Trời ơi, gia đình mình là gia đình công chức, người ta nhìn vô rồi cái... Ông á, có sợ người ta để ý không à? Ai để ý hồi nào đâu. Thôi mẹ ơi, đừng có cãi với ba nữa. Ba, con lớn rồi, con muốn ba cho con tự quyết định tương lai của mình. Trời ơi, con có biết là ba phải tốn bao nhiêu công sức mới năn nỉ được chú Tám không hả? Mà chú Tám á, cũng vì quen biết với mình mới cố gắng xin cho con được vô làm trong ủy ban. Cái chỗ đó đâu phải ai xin vô làm cũng được con. Rồi bây giờ đùng một cái con nói nghỉ là nghỉ. Rồi ba biết ăn nói sao với chú Tám? Rồi chú Tám biết ăn nói sao với người ta? Con biết là ba mẹ rất là vất vả để mà lo cho con công việc, nhất là có cái vị trí đó. Nhưng mà nếu như con không làm một việc con yêu thích thì trước sau gì con cũng không làm tốt được công việc đó. Được rồi, bây giờ con muốn làm cái gì? Dạ, con muốn mở tiệm sửa xe. Sửa xe hả? Dạ ba. Được rồi, con muốn làm gì đó thì ba không cản, nhưng mà tự bỏ tiền ra mà mở tiệm nha. Ba sẽ không giúp con một đồng nào hết. Ba. Con. Ồ, mẹ. Con suy nghĩ kỹ chưa? Ba con không có ủng hộ đó. Tánh của ba con từ xưa tới giờ đã quyết thì mọi người phải theo. Việc con mở tiệm dù có thành công, nhưng với ổng cũng không quan trọng bằng cái sự tiến thân trên con đường quan lộ. Ba con trọng sĩ diện lắm, không có thuyết phục được đâu. Mẹ à, con sẽ quyết tâm cố gắng hết sức. Nếu trong một năm con không thành công, lúc đó ba nói cái gì con cũng sẽ nghe theo những lời ba nói. Con sẽ không bỏ công việc nữa. Mẹ thì làm công chức, không có rành về kinh doanh, cho nên không có tư vấn gì cho con được hết. Kiến thức thì con cũng đã có rồi, bây giờ á con chỉ cần có vốn thôi. Con đã gom được bao nhiêu tiền rồi? Dạ con cũng có một ít rồi. Với lại con tính là mượn thêm bạn bè. Con nghĩ là mở tiệm cũng không cần nhiều vốn, từ từ mình sẽ mua thêm trang thiết bị đó mẹ. Con đã quyết tâm như vậy thì mẹ ủng hộ, nhưng mà tiền thì mẹ không có nhiều, chỉ phụ con được có 20 triệu à. Trời đất ơi, 20 triệu là nhiều rồi đó mẹ. Hy vọng là con của mẹ sẽ thành công. Dạ, con cảm ơn mẹ nhiều.
Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ, mẹ khóa xe con hả? Mẹ ơi, ba khóa đó. Ủa sao tự nhiên ba khóa xe của con lại? Kể từ hôm nay con không được sử dụng nó nữa. Sao vậy? Xe này ba cho con rồi, nó là của con mà. Thì cái xe này ba cho con, con đứng tên, con sở hữu, nhưng mà con làm trái ý ba, cho nên ba lấy lại. Con thích cứ bỏ tiền ra mà mua. Ba, bây giờ con cần tiền để mở tiệm sửa xe, cho nên là con phải bán nó, con lấy tiền làm vốn. Ba đừng có làm khó con nữa. Biết ngay mà. Trước sau gì con cũng bán nó đúng không? Nè, mặc dù là con đứng tên nó nha, nhưng mà ba cấm con không được bán nó. Nếu mà ba đã nói vậy, con không cần nó nữa, trả lại cho ba luôn. Ba muốn làm gì thì làm. Thiện, con không được cãi hổn với ba như vậy. Đi đi, để mẹ tìm cách năn nỉ ổng. Thôi năn nỉ, đồ của tôi cho thì tôi có quyền lấy lại. Con đã nói con không cần mà. Thiện, ông á, cái gì vậy thì từ từ la con. Xe mình đã cho nó rồi, lấy lại như vậy cũng không có phải. Với lại con của mình cũng đâu có phải là cái phường hư hỏng đua xe lạng lách phá làng phá xóm. Nếu mà đúng như vậy đó, ông khóa xe rồi ông bán luôn, tôi không có nói đâu. Nhưng mà nó cãi lời tôi, lo cho nó ăn học bao nhiêu năm rồi, tốn biết bao nhiêu tiền của thời gian, rồi bây giờ nó đùng một cái nó nói nó bỏ việc là nó bỏ à? Để tôi chống con mắt lên coi thử coi nó thành công gì cái chuyện sửa xe của nó chứ. Mà tôi cấm bà nghe chưa, bà không có quyền giúp nó đó nghe chưa. Hy vọng với số vốn này mình sẽ làm nên chuyện. Bây giờ tao có 50 triệu nè, tao bán thêm cái này với lại cái này là tao cũng được mấy chục triệu rồi. Mày cho tao mượn 30 triệu nha. Trời ơi, mày nói đột xuất vậy, ở đâu ra tao có số tiền lớn? Mà nguyên cái đống này tao nói mày nghe, cộng lại khoảng chừng 100 triệu đi, cũng không ăn thua gì đâu. Ủa, mà tao mới nghe mày nói đây, mày làm liền luôn hả? Thì nói phải làm liền chứ mày. Nhưng mà mày có biết kinh nghiệm gì về cái chuyện sửa xe không mà mày đòi mở tiệm? Sao không mày? Được. Tao đã học sửa xe ở Thái Lan về. Thì ông má mày coi nè. Thấy không? Đây là hình thầy của tao. Và tao nghĩ là tao sẽ làm được chuyện này. Trời ơi, thôi đi ông nội, không có đơn giản đâu. Tao nè, tao làm 3-4 năm rồi đó, tao còn chưa dám nghĩ tới chuyện mở tiệm nữa. Trời ơi, mày chưa có kinh nghiệm mà mày đòi mở tiệm. Mày không làm thì làm sao có kinh nghiệm? Phải làm mới có kinh nghiệm chứ. Thì đúng, đồng ý. Nhưng mà nhiều thứ lắm chứ không phải là chỉ cần tay nghề không. Để anh phân tích cho mà nghe nha. Khi mà mình mở tiệm á, mình phải biết được cái chỗ nào bán phụ tùng rẻ mà uy tín. Chưa kể là người ta phải chịu bán cho mình cái giá gói đầu để mình nhẹ vốn, đúng chưa? Rồi mình phải biết tâm tư nguyện vọng khách hàng để mình đáp ứng được nhu cầu của người ta. Đó thì mình mới tồn tại được. Chưa nè, còn nữa nha. Thời gian đầu chưa có khách là phải chịu lỗ nặng đó. Biết sao không? Tiền nhân viên nè, tiền mặt bằng, tiền thuế nè, tiền điện, tiền nước. Mày không có kinh nghiệm, mày mà làm cái đó là sập tiệm đó, giỡn đâu. Nhưng mà tao nghĩ tao sẽ làm được. Tại vì á, tay nghề của tao cứng, cộng thêm cái bằng của tao nó giỏi nữa. Mày nên nhớ cái câu: kiêu ngạo đi trước, thất bại theo sau. Giỡn hoài, suy nghĩ cho kỹ đi. Vậy thì tao sẽ nghe lời của mày. Ừ. Tao sẽ đi làm, học hỏi kinh nghiệm của những chủ khác và coi họ làm ăn ra sao. Đi làm? Trời ơi, cái tướng công tử của mày làm được không ba? Để tao coi mày chịu được bao nhiêu ngày. Trời, nè nè, nói gì nói nha, tao vẫn luôn ủng hộ mày. Nè mày cứ yên tâm, có gì á cứ hú tao một tiếng. Cái gì? Con đi làm thợ sửa xe? Dạ,
con quyết tâm rồi. Con sẽ bắt đầu từ con số 0. Ba con rất tự trọng. Con xin mở tiệm sửa xe, ổng đã không đồng ý. Rồi bây giờ con đi làm thợ sửa xe, mẹ thấy khó đó. Rồi bạn bè cơ quan của ổng mà thấy con sửa xe thì biết ăn nói làm sao. Ổng sẽ làm dữ lên cho coi. Suy nghĩ lại đi, không có được đâu. Có gì đâu mà không được. Bây giờ trước mắt con phải đi học để con lấy kinh nghiệm. Khi có kinh nghiệm thì cơ hội thành công của con sẽ rất cao. Còn nếu mà con mở tiệm con không có kinh nghiệm thì con sẽ thất bại. Và con không muốn mình thất bại. Mẹ ủng hộ con, nhưng mà mẹ thấy lo lắm. Không biết làm sao mà giấu được ba con đây. Mẹ đừng có lo. Ba có cắt lương con á thì con sẽ đi làm. Con có tiền con sinh hoạt. Mẹ cứ yên tâm đi. Làm sao mà mẹ yên tâm được khi lần đầu tiên trong đời của con làm việc động tới tay chân như vậy nè. Chưa kể ba con mà biết được là sóng gió nổi lên đó. Không có sao đâu mà mẹ. Về phần của ba, con tin chắc một điều, sau này ba sẽ tin vào định hướng của con. Dạ, xong rồi đó cô. Khá nghe. Tay nghề con giỏi lắm, con làm được bao lâu mà giỏi dữ vậy? Dạ, con làm cũng được gần năm rồi. Nhưng mà cái tiệm cũ của con đóng cửa, cho nên bữa nay con qua đây là xin việc ở cô. Thấy chưa? Trời ơi, cái nghề này nó phải dễ con. Tiệm của cô trụ được 20 năm á, người ta cũng bắt chước cô hả? Ung ung khai trương rồi ung ung dẹp tiệm luôn. Ủa mà làm có năm mấy mà giỏi dữ vậy hả? Con học ở đâu vậy? Dạ, con học nhiều khóa ngắn hạn lắm. Con còn có chứng chỉ ở Thái Lan nữa. Vậy hả? Dạ. Ồ, nước ngoài, nước ơ đồ. Vậy sao không xin làm mấy tiệm lớn đi? Xin vô tiệm nhỏ này làm chi vậy? Hả? Kệ nó đi, học ở đâu kệ nó. Miễn sao nó làm tốt tiệm tao là được rồi. Ủa mấy cái này thợ ai làm chẳng được. Nè, chưa chắc có chứng chỉ là ngon đâu nghe. Cầm khè thiên hạ thôi. Ê, có ngon á, sửa mấy cái bình lạ đi. Nếu anh không tin thì anh đưa bất kỳ xe nào ở đây tôi đều làm được hết. Khi nào tôi làm không được thì anh hãy nói. Thôi đi con, con lo đi làm việc của con đi ha. Ê, đường dài mới biết ngựa hay. Rồi mày sẽ thấy cái cảnh. Con lắp lại cái lóc ngồi đi con. Định nhận ảnh thiệt hả? Nhận thiệt chứ sao khó. Trời ơi, thợ thường á mình kiếm dễ, nhưng mà cái thợ mà giỏi mà có kỹ thuật như vậy khó lắm con. Công nhận nha, ảnh xử lý rồi nhanh thiệt á. Ừ, giỏi mà. Thôi con ở đây coi tiệm nha. Dạ. Mẹ vô cổng một cái. Dạ. Anh tên gì? Tôi tên Thiện. Em là Hạnh, con của bà chủ. Anh có cần hỗ trợ gì á thì cứ gọi em nha. Cảm ơn Hạnh nhiều nha. Ôi, tụi bay tập trung vô đây hết coi. Một chút hồi á, khách vô á, thằng Hòa làm đầu tiên. Xong tới thằng Bo làm, nghe. Còn khách vô tiếp á, tao tính tiếp. Vậy đi, giải tán. Ủa anh, sao kỳ vậy? Em mới làm khách xong á, sao giờ anh kêu em làm nữa? Sao không kêu ông Thiện làm nè? Cái thằng này nó yếu xìu à, để nó ngồi học hỏi kinh nghiệm đi. Anh nói làm sao á, chứ em thấy ổng tay nghề còn cứng hơn em nữa. Sao, giờ mày muốn làm không? Hay mày muốn ngồi chơi? Mày muốn ngồi chơi không là tao cho mày ngồi chơi không hoài luôn, chịu không? Khách vô kìa, hai con bay ra làm trước đi. Anh Tài. Ừ. Tôi thấy anh không có công bằng chút nào hết á. Sao không công bằng? Tự nhiên anh giao việc hết cho hai người đó, rồi anh không giao cho tôi, rồi tôi ngồi không thì sao? Thì mày yếu mà, chịu khó đi, ngồi học hỏi coi tụi nó làm. Anh không nhớ bữa trước hả? Bà chủ test tôi, bà khen tôi là làm tốt. Bây giờ anh lại nói tôi là tay nghề yếu. Không mấy anh giao xe tôi làm đi. Mày muốn làm phải không? Được rồi. Nè, mày ra ngoài đó mày coi mấy cái thứ lặt vặt á, mày gom vô. Với lại ngoài sân trước á, nó dơ lắm, bụi không à. Quét dọn cho nó sạch sẽ đi, nghe. Ủa anh Thiện, sao anh ngồi đây vậy? Không ra làm đi. Bộ anh mệt hả? Tôi cũng muốn làm lắm, mà ông Tài ông không có giao gì cho tôi làm hết. Có vậy luôn á hả? Không, mấy cô nói với bà chủ một tiếng đi. Chứ tôi không làm gì mà tôi nhận lương, tôi cảm thấy áy náy lắm. Thôi được rồi,
anh ngồi chờ em chút xíu nha. Vậy gì mày ngồi đây thở dài vậy? Đi làm việc phải xốc giác lên chứ, để mày ngồi không để cho tao trả lương mày hả? Dạ con cũng muốn làm lắm chứ. Mà từ sáng tới giờ á, ông Tài đâu có giao xe nào cho con sửa đâu. Sao kỳ vậy? Tài. Dạ. Hiểu coi. Cái gì cô? Sao con không giao việc cho thằng Thiện nó làm mà để cho học việc làm không vậy? Ủa thì cô nói với con là phải để cho mấy thằng yếu yếu nó làm, để cho thợ của mình tay nghề nó lên ngang với nhau, chứ cứ để cho thằng giỏi làm thì dở suốt đời nó chuyên vậy thôi à cô. Trời ơi, tao đồng ý là để cho học việc nó làm, nhưng mà mày để cho thằng Thiện nó làm đi, cho học việc nó tới nó nhìn rồi nó học, sau này nó làm giỏi hơn. Mà con biết không, mấy cái xe này khó làm lắm, để cho thằng Thiện nó làm đi. Trời ơi, con theo kèm tụi nó mà, cô yên tâm đi. Tao không cần biết, sau này để cho thằng Thiện nó làm đi, tao trả lương nó cao lắm mà, không có để cho nó ở không được, biết chưa? Vậy tao lỗ sao mày? Ủa nó có gì hơn anh chứ? Nhưng mà hả, em không thích anh. Trả anh à? Em sẽ cho anh mượn tiền để khao em, được không? Nè, tính lãi á là phải tính thấp thì anh còn trả được. Chứ mà em lấy lãi cao quá là anh gán anh cho em luôn đó. Ơ, à, ai mà thèm anh chứ. Bây giờ mày lắp cái gì vô, mày tháo ra hết cho tao. Quá vô lý, tôi không làm. Cho. Ê. 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 Ê.